đội Trần Thị Hương Giang đến từ đơn vị y học cổ truyền. Xin mời thí sinh số 15, thí sinh Dương Thị Thúy Hà đến từ trường Thế xã Xuân Mỹ. Xin mời thí sinh số 17, Đỗ Thị Lê Hà đến từ đơn vị Hoa Xã. Nguyễn Thị Thúy Trang đến từ Hoa Xã. Số 2
Nguyễn Thị Huyền Trang bằng cấp 1. Thí sinh 57 ạ. Trần Thị Huyền Trang đến từ phòng khám số 2. Số báo danh 28 em Võ Thị Nguyễn Trang của Hà Nội. Thí sinh 29 ạ. Lê Minh Trí đến từ Trần Thế Xuân Lâm. Thí sinh 30 ạ. Mong Thị Trọng đến từ Trần Thế Sông Rây. Thí sinh 15 ạ. Nguyễn Thị Mộc Tuyền đến từ phòng khám số 2. Và thí sinh cuối cùng của giải đấu chúng ta ngày hôm nay, thí sinh 18F Mai Thị Như Yến của Hoàng Phụng Lâm Sàng. Được một lần nữa, xin mọi người có thể thật lòng nhiệt cho tất cả các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay ạ. Hôm nay chúng ta còn có bác sĩ Lưu Văn Cường, bí thư chi bộ giám đốc bệnh viện.